Thành phố Hồ Chí Minh sắp xây 4 cây cầu lớn gần 20.000 tỷ đồng. Lời khai của người tài xế xe khách trong vụ tai nạn khiến 16 người thương vong. Ba thanh niên tham gia hội những người vỡ nợ muốn làm liều, rủ nhau đi cướp. Thiếu nữ 17 tuổi bị mẹ ruột trói đánh gây thương tích. Bích Hồng và Xuân Nghĩa xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nóng 24 giờ được phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, thời điểm này còn chưa bước vào mùa mưa, thế nhưng những ngày qua tại huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, tình trạng sạt lở bờ sông lại diễn biến phức tạp và nghiêm trọng, khiến bà con nơi đây đứng ngồi không yên. Ngành chức năng tỉnh Sóc Trăng cũng đã đề ra nhiều giải pháp để hạn chế sức tác động, qua đó góp phần bảo vệ tài sản tính mạng của người dân địa phương này. Chúng tôi sẽ quay lại phóng sự về vấn đề này trong chuyên mục Điều gì đang xảy ra. Còn bây giờ sẽ là những tin nóng nhất đã được phóng viên Nóng 24 giờ cập nhật. Quý vị thân mến, theo Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong một vài năm tới, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có thêm 4 cây cầu với mức đầu tư gần 20.000 tỷ đồng, được triển khai nhằm góp phần giảm ùn tắc và hoàn thiện giao thông. 4 cây cầu đó gồm cầu Cần Giờ, cầu Thủ Thiêm 4, cầu Bình Tiên và cầu Tân Kỳ Tân Quý. Thưa quý vị, ban biên tập xin gửi đến quý vị thông tin này trong phần mở đầu tin nóng. Theo kế hoạch, dự án cầu Cần Giờ sẽ được thông qua báo cáo nghiên cứu tiền khả thi trong năm nay, giai đoạn 2023-2024. Thành phố tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi và lựa chọn nhà đầu tư để khởi công cầu Cần Giờ năm 2025. Cầu Thủ Thiêm 4 nối khu đô thị mới Thủ Thiêm với quận 7, dự kiến khởi công năm 2025 và hoàn thành năm 2028. Dự án cầu đường Bình Tiên dài 3,2 km, rộng 30-40 m với tổng mức đầu tư hơn 4.100 tỷ đồng, nối quận 6, quận 8, Bình Chánh, dự kiến khởi công trong năm 2024. Cầu Tân Kỳ Tân Quý đã xong 70% khối lượng nhưng phải ngưng thi công do chưa hoàn tất bồi thường giải phóng mặt bằng. Dự án sẽ tái khởi động trong năm nay và hoàn thành năm 2024. Trưa ngày 21 tháng 2, một đám cưới xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận gặp sự cố đáng tiếc khi một trận lốc xoáy ập đến làm rạp cưới bay tung tóe, đổ sập xuống đám đông khiến nhiều người bị thương. Những người dự đám cưới này cho biết khi quan khách đang ngồi thì lốc xoáy xuất hiện thổi tung rạp, không ai kịp trở tay. Họ cũng cho biết thêm, đây là vụ tai nạn hy hữu lần đầu tiên xảy ra ở địa phương này. Theo thông tin ban đầu, có khoảng 7 người bị thương do thanh sắt rạp đám cưới đập xuống đầu, đang phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận và Bệnh viện Hàm Thuận Nam, đã có 2 người được xuất viện. Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cho biết các nạn nhân chủ yếu bị xây xước nhẹ ở đầu và mặt, hiện đang được bệnh viện cho chụp CT sọ não để kiểm tra lại lần cuối trước khi cho xuất viện. Sự cố hy hữu xảy ra khiến cả trăm người hoảng hốt. Ngay sau khi sự cố xảy ra, tổ điện thuộc Điện lực Bình Thuận trú tại Hàm Thuận Nam đã đóng điện, không để xảy ra sự cố về điện. Cơ quan chức năng tại địa phương đang hỗ trợ gia đình khắc phục hậu quả do tai nạn gây ra. Thưa quý vị, đây là hình ảnh của một thiếu nữ 17 tuổi bị mẹ ruột trói, dùng vật dụng đánh gây thương tích ở vùng mông, lưng, cổ, mặt và tay khiến nhiều người bức xúc, xen lẫn xót xa. Hiện Công an thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp Công an phường Tam Phú điều tra vụ việc này. Theo thông tin ban đầu, ngày 15 tháng 2, ông BVU, 53 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, là cha ruột của nữ sinh NHN, 17 tuổi, có đơn trình báo đến Công an phường Tam Phú, thành phố Thủ Đức về việc cháu N bị vợ cũ của mình đánh đập gây thương tích. Hai vợ chồng đã ly hôn từ năm 2008, cháu N sống với mẹ. Mẹ ruột của nạn nhân là bà NTTD, tạm trú phường Tam Phú, thành phố Thủ Đức. Tết Nguyên Đán vừa qua, cháu N có về đón Tết với cha ruột. Sau khi trở về nhà, cháu N trao đổi với mẹ muốn được về sống với cha. Người mẹ không đồng ý, ông U và bà Đê không đạt được thỏa thuận và cãi nhau, nên bà Đê bực tức đã trói và dùng vật dụng đánh khắp người cháu N. Ông U đã làm đơn và dẫn con gái đến Công an phường Tam Phú, thành phố Thủ Đức trình báo vụ việc. Bước đầu, người mẹ thừa nhận đã đánh con gái trong lúc nóng giận do cháu hổn. Còn tại tỉnh Tuyên Quang, lực lượng chức năng địa phương này vừa bắt tạm giam đối với Nguyễn Mạnh Cường, 51 tuổi, trú phường An Tường, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, để làm rõ tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi và khởi tố bị can đối với Ngô Thị Sinh, 30 tuổi, trú xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, người tình của Cường và cũng là người giúp sức cho Cường thực hiện đến cùng hành vi hiếp dâm. Đáng nói thưa quý vị, sự việc đau lòng hơn là nạn nhân chính là con ruột của Sinh.
Cách đây vài ngày, Sinh đưa con gái đến nhà nghỉ Ý Vi, thôn 3, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn để lấy phòng, rồi điện cho Cường đến. Trong lúc chờ Cường, Sinh đã cho con gái uống thuốc ngủ. Sau đó, Cường đến phòng nghỉ và được sự giúp sức của Sinh, Cường đã hiếp dâm cháu L. Thưa quý vị, tại tỉnh Đắk Lắk, mặc dù chưa có giấy phép kinh doanh cầm đồ, nhưng một đối tượng đã đặt biển quảng cáo trá hình là cầm đồ, rồi hợp thức hóa việc cầm cố xe máy với khách hàng bằng các hợp đồng mua bán. Đến khi hết hạn cầm cố, nếu chủ phương tiện chưa có tiền để chuộc xe, thì đối tượng sẽ chiếm dụng luôn tài sản. Đây là một thủ đoạn rất mới ở tỉnh Đắk Lắk mà quý bà con cần cảnh giác để không bị mất trắng tài sản của mình. Tiệm cầm đồ này ở xã Cư Mờ Ga, huyện Cư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk do Phan Văn Hải, 37 tuổi làm chủ. Thời gian qua, nhiều người dân đã mang xe máy đến đây cầm cố. Tuy nhiên, đến hạn lên chuộc xe, nhiều người tá hỏa khi thấy Hải đưa ra tờ hợp đồng xe đã mua bán, không thể chuộc lại xe. Tiến hành kiểm tra cơ sở cầm đồ, Ngọc Quốc, công an huyện Cư Mờ Ga phát hiện có trên 100 chiếc xe máy. Ngoài ra, tại một kho bãi cơ sở thuê cách đó khoảng 500 mét, có thêm 58 chiếc xe máy các loại. Phan Văn Hải chỉ có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh với ngành nghề mua bán xe gắn máy cũ, sửa chữa xe mô tô, xe gắn máy, không có giấy phép hoạt động kinh doanh cầm đồ. Trong quá trình làm việc với tổ công tác, Phan Văn Hải không ký vào biên bản làm việc, cố tình trốn tránh, bỏ đi không lý do, không hợp tác và không thành khẩn khai báo. Đến nay, Phan Văn Hải đã đến cơ quan công an và khai nhận hành vi của mình. Thưa quý vị, cũng tại tỉnh Đắk Lắk, vì nợ nần chồng chất, có 3 đối tượng đã tham gia hội những người vỡ nợ muốn làm liều, lên kế hoạch cướp tài sản tại các đại lý thu mua nông sản ở địa phương này. Cơ quan chức năng huyện Krông Đăng, tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Dương Hoàng Kiên, sinh năm 1995, trú tại huyện Krông Đăng, Trần Văn Tường, sinh năm 2001, trú tại huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận, và Phạm Văn Tuân, sinh năm 1985, trú tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, để điều tra về hành vi cướp tài sản. Vào đầu tháng 1 năm 2023, Kiên tham gia vào hội nhóm trên Facebook có tên Hội Những Người Vỡ Nợ Muốn Làm Liều, nảy sinh ý định rủ nhiều người đi cướp. Cơ quan chức năng xác định Kiên đã nhắn tin hẹn các đối tượng còn lại tập trung đến địa bàn huyện Krông Năng dùng hung khí cướp tài sản của các đại lý thu mua nông sản. Sau khi cướp thành công, sẽ cùng nhau trốn sang Campuchia. Khoảng 14 giờ ngày 11 tháng 2, lực lượng công an đã bắt giữ thành công 3 đối tượng khi cả nhóm đang chuẩn bị hung khí để cướp một đại lý thu mua nông sản ở huyện Krông Năng. Cơ quan công an thu giữ 2 kích điện và nhiều hung khí nguy hiểm khác. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Kính thưa quý vị, hôm qua chúng tôi đã thông tin đến quý vị về vụ tai nạn giao thông vào rạng sáng qua, ngày 21 tháng 2 tại tỉnh Quảng Nam, khiến 16 người thương vong. Được biết, hiện công an đang tạm giữ người tài xế xe khách gây tai nạn. Ban đầu anh này khai nhận do không quan sát phía trước khi lái xe nên đã đâm xe vào xe tải đang đậu bên đường. Khoảng 2 giờ ngày 21 tháng 2, xe khách Phương Trang biển kiểm soát 51B19956 do tài xế Nguyễn Anh Tiên, sinh năm 1975, trú tỉnh Thừa Thiên Huế, điều khiển chở theo 30 hành khách lưu thông trên tuyến quốc lộ 1 hướng Quảng Ngãi Tam Kỳ. Khi đến địa phận huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, xe khách bất ngờ va chạm với xe tải biển kiểm soát 81C15690 do ông Trịnh Đức Thạnh, sinh năm 1996, trú huyện Trác Bơ, tỉnh Gia Lai điều khiển, đang dừng đậu sát mép đường bên phải cùng chiều phía trước. Hậu quả, 3 người tử vong, 13 người nhập viện cấp cứu. Tại hiện trường, xe ô tô khách hư hỏng nặng, biến dạng, chiếc xe tải móp méo phần đuôi. Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đang tạm giữ ông Nguyễn Anh Tiên để điều tra liên quan đến vụ tai nạn. Qua điều tra, không phát hiện tài xế vi phạm về nồng độ cồn, chất kích thích. Cũng trong ngày 22 tháng 2, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh nam tài xế bị hai người đàn ông đánh tới tấp, khiến cho cư dân mạng bức xúc. Sự việc bắt nguồn từ việc đang đi trên cao tốc, một nữ hành khách đột ngột đòi dừng xe để đi vệ sinh. Mặc dù đã giải thích không thể dừng trên cao tốc, sẽ có điểm đi vệ sinh phía trước, thế nhưng người tài xế này vẫn bị hai người đàn ông hành hung như trong clip. Được biết sự việc này xảy ra vào khoảng 6 giờ ngày 17 tháng 2 trên tuyến xe từ thành phố Hồ Chí Minh về thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, và nạn nhân trong đoạn clip được xác nhận là anh Trương Hữu Anh Vũ, tài xế của nhà xe Bình Minh Bus. Khoảng 22 giờ 35 phút ngày 16 tháng 2 vừa qua, xe khách khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh đi thành phố Nha Trang. Hơn 20 phút sau, khi xe đã vào cao tốc, một nữ hành khách bất ngờ ngỏ ý định muốn dừng xe để đi vệ sinh. Tài xế Vũ đã giải thích không thể dừng trên cao tốc được. Thấy nữ hành khách không chịu được, khoảng 10 phút sau, tài xế đã tấp xe vào làn ưu tiên trên đường để người này đi vệ sinh. Tuy nhiên, nữ hành khách tỏ ý không chịu và bực bội. Sau hơn 3 phút thuyết phục, nữ hành khách im lặng, khó chịu và liên tục nhắn tin với ai đó. Chưa đầy 30 phút sau, tài xế đã cho xe dừng tại trạm dừng trên đường để nữ hành khách xuống đi vệ sinh.
Khi xe về đến thành phố Nha Trang, có hai người đàn ông bất ngờ vào bên trong xe chửi bới rồi dùng tay đánh vào vùng đầu, mặt và gáy của tài xế khiến nạn nhân ngã xuống lối đi giữa các hàng ghế. Bị tấn công, nam tài xế Vũ chỉ biết liên tục ôm đầu và nói lời xin lỗi. Vì sự việc xảy ra bất ngờ khiến cho nhiều hành khách trên xe vô cùng hoảng sợ, không kịp phản ứng. Sau đó, phía nhà xe Bình Minh Bus đã vào cuộc xác minh, trình báo cho công an phường Phước Hòa, thành phố Nha Trang. Hiện tài xế Vũ đã được đưa đi giám định thương tích và đơn tố cáo cũng đã được cơ quan chức năng thụ lý điều tra. Những ngày gần đây, hàng chục hộ dân sinh sống tại khu vực 5, phường Hiệp Thành, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang đang ngày đêm hứng chịu mùi hôi thối và giặc ruồi bủa vây. Điều đáng nói, tình cảnh này chẳng phải diễn ra ngày 1, ngày 2 mà đã liên tục tiếp diễn trên chục năm qua. Nguyên nhân được cho là một cơ sở sản xuất phân bón hữu cơ gần đó gây ra. Thông qua đường dây nóng của chương trình, bà con cho biết dù rất bức xúc và đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền địa phương, thế nhưng đều không có kết quả. Thực hư chuyện này ra sao, phóng viên Nóng 24 giờ sẽ lý giải ngay sau đây. Nó hôi chua, nó cái mùi chua à. Nó hôi là khoảng 5 giờ sáng hoặc là 8 giờ tối là nó bốc mùi hôi dữ dội. Trời ơi trời, ngủ không được, bệnh gì, buông về thì thở không được, buông ra thì thúi qua chịu không được nữa. Rồi đặt ra là nó bay rồi bằng đen nghẹt luôn, không có thể nào ăn uống được chứ mà nó hôi thúi. Nửa đêm là phật lên nó mắc ói. Nhà chỉ cách nhà máy sản xuất phân bón chưa đầy 10 mét. Nhiều tháng qua, người đàn ông này luôn cảm thấy bất an. Chỉ cần một cơn gió, mùi hôi từ bể chứa nước thải lại tấn công. Bất an, nhưng chỉ còn cách đóng chặt cửa để hạn chế mùi hôi, nhưng cũng chẳng ăn thua. Nó trên phân bón nó xử lý rồi nó đưa về hồ nước này, thành ra cái chất phân bón nó gây ra vừa hôi thối mà lại vừa ngứa cho người dân nữa. Nhà máy phân bón hữu cơ đậm đặc. Xả thải ra môi trường trực tiếp, bốc mùi hôi thối rùi rất là nhiều. Nước rồng là bắt đầu xả ra, xả trực tiếp môi trường sống. Thứ hai nữa, những lúc mình lên nguyên liệu phơi đó, là mùi hôi rất là khó chịu. Nó hôi nồng nặc, thậm chí tới phơi đồ mà còn hôi. Ngày trung bình là mình dán từ 5 tấm tới 10 tấm, để trong vòng 2 tiếng hồ nó đầy rồi. Con rùi thì dọn mâm cơm ra thì đuổi hoài à, không có rảnh ăn mà già, không có rảnh già cơm, nó bù dữ lắm đó. 88 tuổi, chưa bao giờ bà của phải chịu cảnh éo le như hiện nay, hàng ngày phải làm bạn cùng với ruồi và mùi hôi, những tưởng như ở cạnh bãi rác. Nhà cửa luôn đóng kín, giấy dán ruồi luôn thường trực, thế nhưng chẳng cải thiện được gì. Đây là tình cảnh éo le của 19 hộ dân ở khu vực 5, phường Hiệp Thành, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang phải gánh chịu trong suốt hàng chục năm qua. Theo bà con, nguyên nhân là do nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ cạnh đó gây ra. Đáng nói, khi có mùi hôi và nước thải xuất hiện, ngành chức năng đi kiểm tra thì lại hết. Có gửi lên phòng tài nguyên môi trường của thành phố Ngã Bảy, nhưng mà ở trên thì cũng có khảo sát, nó cũng xử lý gì đó rồi xong chừng 5-3 ngày nữa thì cũng tái diễn lại tiếp tục. Trước đó, vào ngày 1 tháng 2 năm 2023, công ty phân bón hữu cơ đã bị lập biên bản vi phạm các lỗi, không vận hành hệ thống xử lý nước thải, có phát sinh mùi hôi thối ra môi trường, không cung cấp được hợp đồng liên quan đến hoạt động thu gom và xử lý chất thải rắn, đồng thời đã yêu cầu công ty khắc phục trong 7 ngày kể từ ngày 1 tháng 2. Thế nhưng đến nay, tình trạng vẫn tiếp diễn. Ghi nhận thực tế, vào ngày 1 tháng 2, hệ thống nước thải từ công ty phân bón hữu cơ đậm đặc trực tiếp xả thải ra tuyến kênh Lái Hiếu. Nước thải có màu nâu sậm, khi hòa vào nước sông sẽ chuyển sang màu đen, lan rộng với chiều ngang 3 mét và chiều dài hàng km và bốc mùi hôi thối. Trước đây đó thì qua các cái lần kiểm tra đó thì cũng có kiểm tra nhắc nhở, xử lý về vấn đề môi trường tại công ty này. Đối với địa phương đó, thì sẽ có cái đề nghị, tiếp tục đề nghị cơ quan chức năng để là coi như là xử lý, kiểm tra xử lý theo đúng quy định. Việc sản xuất thì nếu mà coi như là gây ô nhiễm môi trường, không đảm bảo sức khỏe cho người dân thì yêu cầu các ngành chức năng cấp trên phối hợp xử lý đúng theo quy định. Hiện chính quyền địa phương cùng các ngành chức năng có liên quan đang khẩn trương vào cuộc. Mặc dù chưa có thời gian cụ thể, nhưng hy vọng những lời hứa từ ngành chức năng sẽ sớm thực hiện để bà con nơi đây ổn định cuộc sống và thoát khỏi cảnh phải ngày ngày chung sống với mùi hôi và ruồi bủa vây. Thưa quý vị, khi đang chở khách thì anh tài xế Grab trong clip mà camera nóng gửi đến quý vị sau đây bất ngờ nhìn thấy một tờ tiền rơi giữa đường.
Phản ứng nhanh như chớp, anh đã phanh xe lại để nhặt tờ tiền lên. Nhưng cú phanh xe bất ngờ đã khiến cho hàng loạt chiếc xe máy tiếp tục đâm vào nhau. Đáng nói là khi đã gây ra tai nạn liên hoàn, nhưng người tài xế này vẫn mãi mê nhặt tiền mà không chú ý đến các nạn nhân. Sau đây là những hình ảnh về vụ việc này. Theo đó, khi thấy tờ tiền, nam tài xế sẽ không nhẹ liền phản ứng nhanh như chớp, phanh xe lại để nhặt. Cú phanh bất ngờ đã khiến cho hàng loạt chiếc xe máy lưu thông phía sau tông vào nhau. Mặc kệ hành khách mình đang chở, mặc kệ những người bị tông ra sao, nam tài xế tiếp tục phi xe ra chỗ khác để nhặt tờ tiền. Và khi nhặt xong, anh cũng bỏ chạy, bỏ mặc hành khách và nạn nhân đau đớn. Đúng là một pha xử lý ngán ngẩm đến từ vị trí tài xế xe công nghệ. Cũng liên quan đến tai nạn giao thông, một chiếc xe buýt đang đi thì dừng đột ngột để trả khách. Người đàn ông lái xe máy đi phía sau đó đã xử lý không kịp do không duy trì khoảng cách an toàn. Đây là tình huống khá phổ biến nên quý vị cần cẩn trọng khi lưu thông, tránh gặp phải sự cố tương tự. Trên đoạn đường nhiều phương tiện đang lưu thông, một chiếc xe buýt đang chạy đột nhiên phanh gấp. Đúng lúc này, một người đàn ông điều khiển xe máy từ sau đi tới, do không giữ khoảng cách an toàn đã đâm mạnh vào đuôi chiếc xe buýt đi phía trước rồi ngã xuống đường. Nhiều người cho rằng tài xế chiếc xe buýt cũng đã có một phần lỗi vì bất ngờ dừng xe giữa đường để trả khách. Tiếp theo là một vụ việc vừa mới xảy ra gần siêu thị Nguyễn Kim, Lái Thiêu hướng về Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Mặc dù thời điểm này trên đường đang có đông phương tiện, thế nhưng tên cướp vẫn liều lĩnh giật điện thoại của một cô gái. Từ clip camera hành trình tài xế ghi lại cho thấy, cô gái chạy xe tay ga bị đối tượng nam áp sát rồi giật điện thoại khá đơn giản trong chiếc túi cô đang đeo rồi rồ ga tẩu thoát. Nạn nhân cố chạy theo tri hô và đuổi theo nhưng bất lực. May mắn hơn vụ cướp vừa rồi, khi đang phía trước cửa hàng quét dọn, một cô gái đã bị đối tượng áp sát cướp điện thoại. Sau khi cố gắng giằng co, nạn nhân đã lấy lại được điện thoại. Quý vị cùng xem và cũng hết sức cảnh giác vì không nên đối đầu trực tiếp với những tên cướp liều lĩnh. Chúng có thể gây sát thương cho chúng ta, thậm chí là ảnh hưởng đến tính mạng quý vị nhé. Vụ việc sau xảy ra tại khu vực Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, một cô gái đang ở trước cửa hàng quét dọn. Do vừa mới nghe điện thoại xong, nên nạn nhân có để điện thoại sau túi quần. Khi đang cúi người hốt rét, thì một đối tượng chạy xe máy tới, tiếp cận, thò tay cướp điện thoại, rồi quay xe định chạy. Theo quán tính, nạn nhân đã cố tri hô, đồng thời giằng co với kẻ cướp. Được biết, do nạn nhân phản ứng quyết liệt, nên kẻ cướp đành dứt điện thoại lại. Trước khi bỏ đi, đối tượng còn chỉ tay hăm dọa. May mắn, trường hợp này, kẻ cướp không có hung khí nguy hiểm, nếu không hậu quả thật khó lường. Kính thưa quý vị khán giả, vài ngày qua tại huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, tình trạng sạt lở bờ sông lại diễn biến phức tạp và nghiêm trọng, làm hư hỏng các công trình cơ sở hạ tầng, gây mất đất, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân ở địa phương này. Nhóm phóng viên phụ trách chuyên mục Điều gì đang xảy ra của Nóng 24 giờ đã nhanh chóng có mặt tại huyện Kế Sách để ghi nhận thực tế. Kính mời quý vị cùng quan tâm theo dõi phóng sự ngắn sau đây cùng với chúng tôi. Đây là điểm sạt lở ở tuyến rạch Phụng An, xã An Mỹ, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Sạt lở đã ăn sâu vào bờ khoảng hơn 10 mét trên chiều dài 30 mét. Nhiều diện tích đất, cây cối, công trình kiến trúc của người dân đã bị cuốn theo dòng nước. Chỉ tính riêng từ cuối năm 2022 đến nay, trên tuyến rạch Phụng An đã có đến 8 điểm sạt lở. Hiện nay thì nó cũng nứt vô tới sân hút cái hàng rào luôn rồi. Nếu mà mấy ông công trình mà không khắc phục sớm thì có lẽ nó sẽ sạt lở tiếp nữa. Cũng sợ chứ sạt vô thêm bị nhà cửa ở đây rồi con cái rồi tối ngủ sợ ban đêm ban hôm rồi nó không biết nó ra làm sao. Đúng bây giờ cái khu vực này nó lở quá nhiều rồi. Sụp vô tới nhà rồi. Tới nhà rồi sợ mà đập bỏ. Để đâu dám để. Nước thì nó ngập nhà tràn vô hết. Từ đây tới đó là tràn hết dân. Trên địa bàn xã An Bỉ, trong năm 2022, đã có trên 20 điểm sạt lở với tổng chiều dài trên 500 mét, ăn sâu vào bờ bao, đường xá và đất canh tác của hộ dân. Chính quyền địa phương đã phối hợp cơ quan chức năng đã gia cố một số đoạn sạt lở. Nhưng về lâu dài, cần có những giải pháp căn cơ hơn để bảo vệ các công trình hạ tầng và đất đai của người dân. Huyện, người tỉnh cũng đã có xuống để khảo sát, để tiếp tục là khắc phục tới đây. Còn trước mắt về phía địa phương á thì chúng tôi là vận động thì là coi như là chặt hạ những cái cây nó có nguy cơ nó sạt lở và tạo điều kiện là coi như tốt nhất để cho bà con đi lại. Ủy ban nhân dân huyện Kế Sách cho biết huyện có 24 km giáp với sông Hậu, sông Mê Công.
từ năm 2022 đến nay, trên địa bàn đã xảy ra 33 điểm sạt lở trên chiều dài hơn 1 km. Chính quyền địa phương đã khắc phục được 29 vị trí và đang tiếp tục đề xuất các phương án khắc phục tại các vị trí còn lại. Như hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nóng 24 giờ ngày hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Thay mặt những người thực hiện chương trình, chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, Bích Hồng và Xuân Nghĩa xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần sau.